Quyền Linh kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp, chương trình do công ty tổ chức sự kiện Việt thực hiện với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi điện thoại ngay đến chúng tôi để được tư vấn quý vị nhé. Số điện thoại 1900 1259, 1900 545439. Chúng ta sẽ nói về chủ đề cũng rất là quan trọng đối với các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người có con còn lứa tuổi còn rất là nhỏ. Đó là chia sẻ bí quyết nuôi con lớn nhanh cả năm không bị ốm. Có thể nói là bất kỳ một bậc cha mẹ nào chúng ta cũng đều hạnh phúc khi mình nhìn thấy con mình lớn lên từng ngày như thế. Và đặc biệt hơn nữa là nếu không bị đau ốm là càng thích hơn nữa. Nhưng mà nhìn con mình nó trời sao nó lâu lớn quá, sao nó bị bệnh hoài, đâm ra lo lắng. Thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ với các chuyên gia để có thể tìm ra một cái cách nào đó hiệu quả để con mình là lớn nhanh như thổi và không bị ốm nữa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu và chia sẻ với bác sĩ Đinh Thạc, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1. Xin chào bác Đinh Thạc ạ. Xin mến chào MC Quyền Linh. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Trước khi chúng ta cùng giao lưu với bác sĩ thì xin mời quý vị chúng ta đến với phóng sự của chương trình. Bé tôi năm nay được 4 tuổi, ăn uống tốt nhưng tiêu thụ không tốt nên chiều cao và tăng trưởng của bé không được đạt. Con tôi năm nay 2 tuổi, cháu rất biếng ăn, hay rối loạn tiêu hóa nên cháu không đạt được chuẩn chiều cao và cân nặng. Bé nhà mình được 3 tuổi rồi, trước đó bé ăn rất giỏi, còn tự xúc ăn nữa. Bé ăn đầy đủ các món như rau, cá, thịt. Tuy nhiên 6 tháng gần đây, mình hay đi công tác xa để bé cho bà nội chăm, không biết là có cho ăn món gì lạ hay không nữa, mà bé đi ngoài phân sống và còn biếng ăn nữa. Trong hình ảnh chúng ta thấy có một nhân vật và ngày hôm nay nhân vật đó cũng sẽ xuất hiện ở đây để cùng trao đổi với bác sĩ Đinh Thạc. Xin mời chị Phùng Giao. Dạ, xin chào bác sĩ, xin chào MC Quyền Linh, xin chào khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Như trong đoạn clip trên mình đã chia sẻ thì bé nhà mình hiện đang gặp hai vấn đề, đó chính là đi ngoài phân sống và còn ốm vặt nữa. Xin bác sĩ cho biết là bé nhà mình hiện đang là gặp vấn đề gì ạ? Trước hết thì cảm ơn bạn Phùng Giao đã đến giao lưu với chương trình và đặt câu hỏi những cái vấn đề liên quan đến vấn đề nuôi em bé. Thì đối với cháu nhà mình thì có hai cái vấn đề lớn mà mình đã được biết, đó là tình trạng rối loạn tiêu hóa. Thì đây là một trong những cái vấn đề sức khỏe cũng rất là thông thường ở các cháu nhỏ, nhất là trẻ dưới 3 tuổi. Rối loạn tiêu hóa sẽ làm cho các cháu rất là khó khăn trong vấn đề hấp thu thức ăn, từ đó sẽ dẫn đến làm chậm tăng cân, chậm phát triển về trí não, thể lực v.v. thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Và một cái vấn đề nữa đó là vấn đề đó là sức đề kháng. Tức là cháu nhà mình hay bị đau, bệnh, mình gọi là ốm vặt á, thì khiến cho cái sức khỏe bị ảnh hưởng rất là nhiều. Chính cái đau bệnh đó nó kéo theo rất nhiều những cái hậu quả xấu cho bé trong vấn đề phát triển. Ví dụ như là đau bệnh nhiều thì có thể làm bé biếng ăn. Biếng ăn này gây ra tình trạng suy dưỡng làm cho các bé lại không hấp thu được thức ăn, vân vân, rối loạn tiêu hóa. Thì đây là hai cái vấn đề lớn mà gia đình mình đang vướng mắc. Thì hy vọng qua chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết để sao giúp cho bé có một sức khỏe hoàn hảo. Rối loạn tiêu hóa, rồi bị sức đề kháng kém. Vậy ngoài những vấn đề đó còn vấn đề nào mà các ông bố bà mẹ cần phải lưu ý nữa không ạ? Đối với các cháu thì sức khỏe là một trong những vấn đề rất là quan trọng để giúp cho các bé nó tăng cân, nó chống chọi lại những cái bệnh nhiễm trùng. Tại vì những cái bệnh đó nó có thể gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, có thể làm các cháu nó bệnh rồi ăn uống không được. Thì ngoài hai cái vấn đề đó thì đối với các cháu nhỏ thì còn một số những cái vấn đề thông thường khác mà các bậc phụ huynh chúng ta cũng cần chú ý. Cái đầu tiên đó là tình trạng kém hấp thu. Không biết là Quỳnh Linh cũng như là các bạn Phùng Giao có cái kinh nghiệm đó là đối với các cháu ở nhà mình chăm sóc rất là kỹ, tức là ăn uống theo đúng như khoa học, nhưng mà các bé nó cứ roi roi, nó không lớn được, thậm chí rất là ốm. Thì mình gọi là tình trạng kém hấp thu, tức là những cái thức ăn ăn vào thì chỉ được hấp thu một vài phần nào đó thôi. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến sự tăng trưởng, tăng cân của các cháu. Cái vấn đề thứ hai cũng rất là thông thường mà các bậc phụ huynh chúng ta cũng thường đặt những cái câu hỏi đến để hỏi chương trình, đó là vấn đề đổ mồ hôi trộm của các cháu do thiếu đi những thành phần, những khoáng chất quan trọng. Thì trong đó có thành phần là cái chất canxi, thì làm cho các cháu quấy khóc, ban đêm không ngủ được, giấc ngủ trằn trọc, ngày hôm sau bé rất là mệt mỏi, ăn uống không được, cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Và một trong những cái vấn đề cũng rất là quan trọng, đó là đối với các cháu ở cái độ tuổi này, nhất là tuổi dưới 5 tuổi thì thường xuyên mắc các bệnh nhiễm trùng. Ví dụ mình thường gặp nhất là cái nhóm nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính,
ví dụ như là viêm họng, viêm mũi, thậm chí viêm amidan, một số nặng hơn thì có thể dẫn đến viêm phổi, viêm phế quản. Chính những cái bệnh này nó tàn phá cái sức đề kháng của các cháu rất là nhiều, rồi ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống. Ví dụ như khi mà các cháu bị những cái bệnh nhiễm trùng mà được bác sĩ xác định là phải sử dụng kháng sinh, thì uống kháng sinh nhiều quá, lâu dài quá làm cho cái đường ruột nó bị rối loạn, dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa, thì đây cũng là một trong những cái vấn đề sức khỏe cũng rất là thông thường. Thì chúng ta cũng cần phải lưu ý để làm sao chúng ta có một cái cách chăm sóc nó thật tốt cho các cháu. Chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Con rồi mình phải rút kinh nghiệm là sao mình phải để là thuốc hạ sốt trong nhà nè, à, miếng dán hạ sốt nè, rồi xong rồi là mình phải có kẹo C, vitamin C cho con mình bổ sung nên nó đừng có bị cảm. Với lại chị biết sao không, mình phải mua một chút xíu gọi là cái gì ta, kẹo bổ để bổ sung vitamin cho con mình nữa. Chị có làm được cái đó không? Trời đất ơi Tuyền, bé Tuyền ơi, đẻ hai đứa mà rành như bác sĩ vậy hả? Nói đầy đủ vậy hả? Dạ. Nó nghe nè, nhưng mà con chị bị bệnh đó. Ủa? Nó bị tiêu, không biết ăn trúng gì mà tiêu chảy được qua nay nè. Cho uống thuốc cũng cầm hết, sáng nay cũng còn nè. Lo quá, bây giờ chị biểu đi mua thuốc thêm cho nó đây nè. Chị ơi. Dạ. Tiêu chảy từ hôm qua tới giờ, nếu như mà tiêu chảy bình thường thì nó đã hết rồi. Nó sẽ giảm bớt. Còn như vậy, con chị bị rối loạn tiêu hóa đó. Rối loạn tiêu hóa hả? Dạ. Mà rối loạn tiêu hóa là cái gì? Mà rối loạn tiêu hóa nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ không? Sao không ảnh hưởng chị? Bây giờ em hỏi chị nè, con người ta ăn thức ăn vô để làm gì? Để nạp năng lượng đúng không? Để phát triển đúng không? Hả? Mà cái gì để tiêu hóa thức ăn? Hệ tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn. Mà một khi bị cái hệ tiêu hóa bị rối loạn thì là trong cơ thể mình là bất bình thường. Bởi vì em khuyên chị bây giờ phải đem cháu đến bác sĩ để khám, để bác sĩ biết là cách nào để có thể chữa cho cháu, rồi uống như thế, uống thuốc nào, rồi nói chung là mình phải bổ sung cái gì và hạn chế cái gì. Trời ơi hay quá. Đúng rồi, con nít mà bị cái gì phải đi bác sĩ đi. Vậy mà không có biết để cho nó uống thuốc cho nó không. Thôi nghe, mọi chơi bữa nào rồi gặp nói chuyện tiếp nha. Vậy chị phải đi về, chị ẩm con, chị đi bác sĩ mới được. Dạ dạ dạ. Chúng ta vừa đến với tiểu phẩm đó thì em có vấn đề nào đặt câu hỏi với bác sĩ không? Thưa bác sĩ, tình huống vừa rồi cũng là tình huống tôi đang gặp phải, thì không biết là có ảnh hưởng đến phát triển sau này của bé hay không? Hiện nay thì vấn đề rối loạn tiêu hóa nó rất là phổ biến ở trẻ em, không phải chỉ con nhà của chị Phùng Giao mà rất nhiều những trẻ nhỏ khác. Nếu như mà chúng ta không chú ý vấn đề chăm sóc về dinh dưỡng thì có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự phát triển của bé. Rối loạn tiêu hóa sẽ làm cho cái vấn đề hấp thu thức ăn nó không được tốt, làm cho các cháu nó bị sụt cân. Vấn đề sụt cân nó sẽ làm cho một cái vòng luẩn quẩn, có nghĩa là sao, là cháu nó không có sức đề kháng tốt. Không có sức đề kháng tốt thì rất là dễ bị các bệnh nhiễm trùng. Bị bệnh nhiễm trùng thì trong đó có nhiễm vi khuẩn thì bác sĩ lại phải cho kháng sinh. Uống kháng sinh lâu dài thì cũng rất là phổ biến ở các cháu nhỏ hiện nay. Thì như vậy sẽ làm rối loạn tiêu hóa do sự mất cân bằng giữa hệ vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại trong đường ruột, thì kéo theo vấn đề hấp thu thức ăn nó không tốt, sức đề kháng suy giảm, thì lâu dần sẽ làm cho cháu nhỏ nó không phát triển được. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến trí não rồi thể lực của bé. Thì đây là một trong những cái ảnh hưởng lâu dài mà không một bậc phụ huynh nào mong muốn con mình như thế. Lúc nào mình cũng muốn con phát triển khỏe mạnh, không bị ốm vặt, thì đây là một trong những cái điều mà các bậc phụ huynh hiện nay đang muốn hướng tới.
Như bác sĩ đã nói ở trên, điều trị rối loạn tiêu hóa là một trong những mắt xích quan trọng giúp bé khỏe mạnh. Tôi cũng đã tìm hiểu và được biết nên sử dụng men vi sinh cho bé. Nhưng tôi không biết công dụng của men vi sinh là gì và nên chọn loại men nào cho bé ạ? Hiện nay thì vấn đề rối loạn tiêu hóa cũng đã có những cái biện pháp xử trí rất là hiệu quả. Và một trong những cái biện pháp hiện nay giống như bạn Phùng Giao vừa nói đó là họ sẽ sử dụng cái loại men vi sinh. Thì đây là một trong những cái chất rất là quan trọng để cải thiện một cách hiệu quả tình trạng rối loạn tiêu hóa của các cháu. Lý do trong men vi sinh nó có những cái thành phần rất là tốt. Ví dụ như là nó có hai thành phần quan trọng mà bạn Phùng Giao cần biết. Thứ nhất là cái probiotics. Cái thành phần này nó bao gồm những cái con vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Có nghĩa là khi mà chúng ta bổ sung vô trong đường tiêu hóa thì chính những cái con vi khuẩn có lợi này nó sẽ đẩy lùi, nó hạn chế tác hại của những con vi khuẩn gây bệnh thì sẽ làm cho cái đường ruột mình nó mặn lên. Và thành phần thứ hai đó là rebiotics, tức là chất đệm. Thì trong cái chất đệm đó nó sẽ giúp bao bọc cái con vi khuẩn có lợi, nó không bị những cái tác nhân bên ngoài nó ảnh hưởng, ví dụ nó không bị tiêu diệt bởi dịch axit, dịch dạ dày hoặc dịch mật hoặc những cái tác nhân khác, ví dụ như độ ẩm, áp suất vân vân. Thì khi mà xuống tới cái đường ruột thì những cái con vi khuẩn có lợi này nó sẽ phát huy cái tác dụng sinh sôi nảy nở để làm sao bảo vệ cái đường ruột mình tốt. Thì hiện nay thì người ta vẫn khuyên các bậc phụ huynh khi mà chúng ta sử dụng men vi sinh là chúng ta phải sử dụng men vi sinh hai thành phần để làm sao cái vấn đề đạt được trong vấn đề cải thiện rối loạn tiêu hóa là đạt được cao nhất. Thì đây hiện nay chúng ta cũng đã có một cái sản phẩm nó rất là hiệu quả theo một cái công nghệ mới, đó là công nghệ Lab Hybro, để kết hợp hai cái thành phần này lại làm sao phát huy một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra thì cái men vi sinh không những cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa thường gặp ở các bé, ví dụ đi tiêu phân sống, đi tiêu phân lầy nhầy, chướng bụng, mà cái quan trọng nhất là vấn đề hấp thu thức ăn để làm sao nuôi con mình mau khôn lớn. Tức là mỗi tháng, mỗi năm các bé nó tăng cân đều đều. Và một điều quan trọng cũng rất là hiệu quả hiện nay đó là có rất nhiều các cháu nó bị tình trạng táo bón, cũng được xếp vào cái tình trạng rối loạn tiêu hóa do sử dụng những cái loại sữa công thức với cái hàm lượng đạm cao. Thì khi mà chúng ta sử dụng men vi sinh như vậy á thì nó cũng sẽ cải thiện tình trạng táo bón một cách rất là hiệu quả. Thì đây là những cái công dụng nổi bật của men vi sinh. Vậy thì còn chất đề kháng là sao đối với trẻ? Hiện nay thì đối với các cháu thì sức đề kháng cũng là một trong yếu tố rất là quan trọng giúp bảo vệ các cháu chống lại những cái tác nhân gây bệnh có thể xâm lấn từ bên ngoài. Mà hầu hết thì hiện nay có rất rất nhiều những tác nhân gây bệnh có thể gây hại cho các cháu ở môi trường xung quanh. Vì sao? Thứ nhất là các cháu cái sức đề kháng còn rất là yếu, nhất là trẻ dưới 3 tuổi. Do đó thì muốn cải thiện sức đề kháng cho các cháu cũng là một trong những cái mong muốn của các bậc cha mẹ để làm sao các cháu nó đừng có bị đau bệnh thường xuyên, mình gọi là ốm vặt. Thì ngoài những cái biện pháp rất là dễ thực hiện, ví dụ cho em bé nuôi bằng sữa mẹ này, rồi tăng cường chế độ dinh dưỡng tốt thì thường rất là ít đau bệnh so với những em bé khác. Và một trong những cái biện pháp để tăng cường sức đề kháng là chúng ta bổ sung những cái vitamin, những cái khoáng chất cần thiết, đặc biệt là trong những cái sản phẩm hiện nay họ đã sản xuất và có đầy đủ những cái thành phần đó trong cái sản phẩm đó. Ví dụ như là thành phần immune alpha hoặc là clostridium, tức là cái sữa non, thì trong đó nó chứa một cái lượng kháng thể, những cái chất cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho các cháu. Thật ra khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này cũng mang lại một cái hiệu quả là làm gia tăng cái sức đề kháng cho các cháu. Thì đây cũng là một trong những cái lý do hạn chế đến mức thấp nhất những cái tình trạng hay đau ốm của các cháu nhỏ. Dạ, cảm ơn bác sĩ Đinh Thạc. Chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Privitin hân hạnh tài trợ chương trình này. Sự phát triển về thể lực, tầm vóc và trí lực của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ dinh dưỡng, di truyền, luyện tập thể thao và môi trường sống. Trong đó chế độ dinh dưỡng là quan trọng nhất. Bởi vậy, chế độ dinh dưỡng cần đầy đủ và cân đối, mà quan trọng nhất là canxi, vitamin D và đặc biệt là MK7. Thực phẩm chức năng Privitin 2 và Privitin 3 có công dụng giúp trẻ phát triển chiều cao, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe. Mỗi gói cốm chứa canxi dạng nano, vitamin D3, MK7 và các khoáng chất quan trọng. Trong đó, vitamin D3 và MK7 giúp canxi hấp thụ vào tận xương, giúp xương phát triển chắc khỏe và dẻo dai. Đặc biệt, Privitin 2 còn có thêm tác dụng tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. Privitin 3 giúp phát triển trí não và bảo vệ mắt cho trẻ. Privitin 2 và Privitin 3 thích hợp dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia, 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ 1900 545439. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Ở trẻ em trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa có những chức năng chưa hoàn chỉnh, trẻ rất dễ bị rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống. Rối loạn tiêu hóa không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng sẽ là yếu tố cản trở quá trình sinh trưởng của trẻ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Lab chứa các thành phần là các lợi khuẩn được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, còn gọi là probiotic và prebiotic, được sản xuất theo công nghệ Lab Hybro, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Golden Lab, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe, giúp trẻ lớn nhanh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đây thì mình nói được nha, về tới nhà đừng có nói vậy, mấy đứa nhỏ nó cười. Cứ tưởng bây giờ mình có chồng có con rồi, nó chắc mẹ cũng nhiều chuyện lắm, cho nên mình nói gì với con vẽ xanh mà họ kêu mẹ bằng liếu lo. Thì chị cũng vậy thôi, chị cũng gọi em là Phương Rồn từ lúc mà mình còn nhỏ tới bây giờ luôn. Ê, nhờ như vậy nha. Sao? Nhờ chị gọi em như vậy mà em cảm thấy là hả, dáng em rờn nhưng mà đẹp như là người mẫu vậy đó. Đó, hồi đó đi học chị đã nói là em, cứ tướng em là tướng người mẫu nè. Kêu cô đi thi next top model, cô chịu đi. Cô mà thi là bây giờ cô thành người mẫu rồi đó. Thôi không nổi tiếng không phải bình thường đâu. Thôi, em không thích là người nổi tiếng đâu chị ơi. Là người nổi tiếng phức tạp đó, người ta sẽ điều tra rất là nhiều cái riêng tư của mình đó. Không là người nổi tiếng đâu. Cô chỉ thích là người nổi tiếng đó. Không mà chị. Dạ. Ờ đúng rồi, mấy ngày trước em nghe nói là cô bé con của chị á bị bệnh đúng không? Ơi chị, em nhớ con tiền rồm không? Hồi xưa đúng ớ ở trong trong học chung á, ấm nhôm nhất, bây giờ có chồng mà sanh hai đứa con. Tôi nói là chị bự vậy nè. Ôi nó bự như con chó gì đó, chị nhìn không có ra luôn á. Mà công nhận nghe hồi đó nó hậu đậu dễ sợ, mà bây giờ có con rồi ha. Rồi tôi nói chị lúc nào như là một bác sĩ vậy đó. Như là thuốc thai gì lúc nào cũng cho em bé đầy đủ lắm. Chị thì có con mà chị ngon rành á, nhờ nói là con chị bị rối loạn tiêu hóa, chị ẵm đi khám ấy, kịp thời phát hiện á chứ. Vậy hả chị? Ừ. Trời em cũng đang rầu á chị ơi. Sao? Con của em á, không biết sao mấy ngày hôm nay cứ bị bệnh á. Cứ ốp đặt chặt hoài à. Đây, chị xin cho em coi một cái sản phẩm này. Đây. Chị. Hả? Chị có bình thường không? Bình thường, có gì đâu. Bữa nay chị có bị ấm ấm gì không? Trời ơi, mát mẻ mà có gì đâu. Con chị bị tiêu chảy. Bị rối loạn tiêu hóa. Ừ. Thì mới dùng cái này. Ừ. Còn con của em là nó bị ốm đặt vặt mà. Trời ơi cô ơi, bởi vì cô không biết gì hết trơn rồi á. Con chị đi khám thì bác sĩ cho uống hai loại luôn. Đây. Cái này. Cái này á là cho về tiêu hóa phải không? Còn cái này á là tăng sức đề kháng, nghĩa là không có bị bệnh lặt vặt, hiểu chưa? Uống hai cái loại này đều tốt cho trẻ em. Vậy hả chị? Em sẽ đi mua liền. Nó tăng sức đề kháng cho em bé. Trời ơi, nó nghe, lúc mà thường còn mới nghe, nó tốt, nó chạy về liền. Chúng ta vừa đến với tiểu phẩm thì trong đây có nhắc đến hai cái sản phẩm, đó là Golden Lab cũng như Revitin 2. Thì hai sản phẩm này có thể chữa được ốm vặt rồi tăng cường sức đề kháng, hay có thể dùng chung hai sản phẩm này cùng một lúc được hay không ạ? Hiện nay thì cái vấn đề sử dụng những sản phẩm á, đầu tiên là chúng ta nên tìm hiểu hoặc đọc kỹ những cái thông tin để làm sao mà chúng ta biết được là em bé có thể sử dụng được hay không, có nghĩa là đúng chỉ định hay không. Tại vì bất cứ một cái loại thuốc hoặc là một cái sản phẩm nào khi mà chúng ta sử dụng trên con người ấy, thì cái điều quan trọng nhất là mình phải hiểu được cái thông tin rõ ràng để làm sao khi mà chúng ta sử dụng thì nó tương đối an toàn cho các cháu. Thì đối với sản phẩm đầu tiên là Golden Lab Men Vi Sinh á, thì đã được chứng minh đó là một trong những cái sản phẩm có tính an toàn rất là cao, hiệu quả, chúng ta có thể sử dụng cho những cái cháu rất là nhỏ, ngay cả những em bé sơ sinh. Những em bé sơ sinh thì đôi khi cũng gặp phải tình trạng rất là tiêu hóa hoặc là đi tiêu phân không tốt, thì các bậc phụ huynh chúng ta cũng có thể sử dụng được. Tại vì người ta chế ra những cái men vi sinh có nguồn gốc từ kim chi Hàn Quốc. Và khi mà chúng ta coi cái thành phần trong đó thì hai cái thành phần quan trọng là probiotics, tức là những cái con vi khuẩn có lợi với một cái số lượng rất là phong phú, đầy đủ để có thể cung cấp cho cái đường tiêu hóa chúng ta một cái sức mạnh để bảo vệ các cháu chống lại bệnh tật. Và cái thành phần là rebiotics rất là tốt để có thể bảo vệ những cái con vi khuẩn có lợi, cũng như là giúp cái quá trình hấp thu thức ăn thật là tốt và phòng chống tình trạng táo bón, cũng mang lại cái lợi ích trong vấn đề chăm sóc các cháu. Và cái sản phẩm thứ hai là Revitin 2, thì đây là một cái trong những cái sản phẩm nói nôm là bổ sung những cái khoáng chất, những cái vitamin cần thiết cho cơ thể, ví dụ như là khoáng chất là canxi, mà canxi nano thì đây là một trong canxi hấp thu rất là tốt cho cơ thể. Cái thứ hai là những cái vitamin, ví dụ vitamin D3 và MK7, hai cái thành phần này sẽ giúp tăng cái tình trạng hấp thu canxi cho các cháu.
canxi được hấp thu tốt có nghĩa là xương, răng và những cái cơ quan khác sẽ tăng trưởng theo đúng cái mong muốn của các bậc cha mẹ. Ngoài ra thì trong cái sản phẩm này người ta có thêm hai cái thành phần, đó là cái immun alpha, đó là một trong những cái gia tăng cái sức đề kháng của hệ miễn dịch, tức là giúp cho trẻ có một cái sức khỏe thật là tốt. Và cái thành phần sữa non là colostrum thì đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Mà khi mà có một cái công trình nghiên cứu người ta đưa ra, khi mà chúng ta sử dụng hai sản phẩm kết hợp với nhau thì chính cái rebiotics nó sẽ làm tăng khả năng hấp thu của tất cả những cái thành phần khoáng chất cũng như là những cái thành phần dinh dưỡng cần thiết trong những cái sản phẩm, để làm sao khi mà các cháu sử dụng thì nó mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Thì chúng ta vẫn có thể sử dụng kết hợp hai cái sản phẩm này cùng một lúc với nhau, mang lại một cái tính hợp đồng rất là tốt, hiệu quả cao nhất. Thưa bác sĩ, không biết bé nhà tôi liệu có sử dụng được hai cái sản phẩm này hay không và nên sử dụng như thế nào ạ? Hiện nay thì sản phẩm này khi mà đưa ra sử dụng cho các cháu á, theo như nãy tôi có nói thì có cái chỉ định theo độ tuổi. Ví dụ như là cái sản phẩm Golden Lab á, là men vi sinh rất là an toàn cho tất cả mọi đối tượng, trong đó có cả trẻ sơ sinh. Thật ra những em bé nhỏ nhỏ khi mà bị rối loạn tiêu hóa là gia đình chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Thì nó mang lại cái lợi ích vừa bảo vệ đường tiêu hóa, vừa tăng cái sức đề kháng, vừa tăng cường cái khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng để các cháu khôn lớn, tăng cân tốt. Rồi các sản phẩm Revitim 2 thì chúng ta sử dụng cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Thì đây là một trong những cái chỉ định nó rất là quan trọng. Tại vì vào cái độ tuổi đó là khi mà chúng ta cho các cháu nó bổ sung những cái thức ăn từ tự nhiên á, đôi khi nó có thể nó bị thiếu hụt một vài chất. Thì cái vấn đề bổ sung từ cái Revitim 2 nó sẽ bổ sung những cái thành phần nó đã bị thiếu. Và đặc biệt trong cái Revitim 2 nó còn có những cái khoáng chất khác giúp gia tăng tình trạng ăn ngon miệng cho các cháu, đó là cái chất kẽm. Kẽm là một trong những yếu tố khoáng chất rất là quan trọng. Nó kích thích cái tế bào vị giác để làm sao các cháu nó có cảm giác thèm ăn, cũng gia tăng cái tình trạng tiêu hóa tốt cho các cháu, nhất là cải thiện tình trạng biếng ăn hiện nay. Các cháu biếng ăn rất là nhiều và có thêm magie và những cái thành phần quan trọng khác. Như vậy thì nó có rất nhiều những cái yếu tố khoáng chất, vitamin cần thiết cho các cháu. Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ xem là cái độ tuổi nào như tôi vừa nói để chúng ta sử dụng cho đúng thì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho các cháu. Cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tại trường quay mà khán giả vừa mới gửi về cho chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ Đinh Thạc. Chào bác sĩ và chào chương trình. Cháu nhà tôi được 3 tháng tuổi, 4 ngày nay cháu đi ngoài, phân sóng có màu trắng, lúc thì màu vàng nhạt, thỉnh thoảng có bọt. Xin bác sĩ cho chúng tôi được biết là con chúng tôi sử dụng Golden Lab được không? Trước hết thì xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đến cho chương trình. Đối với cháu 3 tháng tuổi, gia đình hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng men vi sinh để cải thiện cái tình trạng tiêu hóa từ cái tác dụng trong hai cái thành phần có trong men vi sinh. Có nghĩa là tăng cường cái sức mạnh cho đường tiêu hóa bằng bổ sung những cái con vi khuẩn có lợi để giúp tiêu diệt hoặc là ngăn ngừa những cái con vi khuẩn có hại có thể gây bệnh cho các cháu. Cái thứ hai là tăng cường khả năng hấp thu từ cái thành phần rebiotics để giúp cho các cháu hấp thu những cái chất dinh dưỡng nó tốt nhất và cũng cải thiện những cái tình trạng táo bón hoặc là tiêu phân nó không tốt. Như vậy thì gia đình hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng. Ngoài cái vấn đề sử dụng men thì vấn đề chế độ ăn uống nó cũng rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta cho ăn không có phù hợp theo lứa tuổi. Ví dụ cái độ tuổi đó là chưa cần ăn dặm mà gia đình đã cho ăn dặm rồi thì dĩ nhiên trong cơ thể các cháu, nhất là đường tiêu hóa, không có đủ các men để tiêu hóa những cái thức ăn cần thiết thì cháu sẽ đi cái phân nó không tốt, thì bụng sẽ bị chướng hoặc đi tiêu phân lại nhầy. Thì đó là những cái việc mà chúng ta cần phải chú ý. Câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ Đinh Thạc. Con tôi được 20 ngày tuổi bị viêm phế quản, đi viện bác sĩ cho dùng thuốc kháng sinh 10 ngày, sau đó cháu bị rối loạn tiêu hóa kéo dài, phân nhiều nhầy và nhớt, có 2 lần đi phân ra máu và biếng ăn, tăng cân chậm. Tôi đi xét nghiệm phân cho cháu lúc được 1,5 tháng thì kết quả loạn khuẩn gram cộng là 45, gram trừ là 55. Một bác sĩ tư kê đơn cho cháu Golden Lab mỗi ngày 2 gói. Tôi đã cho uống 5 ngày rồi nhưng phân vẫn còn nhầy nhớt và màu xanh. Tôi muốn hỏi nếu con tôi chỉ điều trị bằng men như vậy có thể khỏi được không? Và có thể dùng men này trong bao lâu? Nếu dùng lâu ngày thì có ảnh hưởng gì về sau khi nó bé này lớn không? Theo như câu hỏi của khán giả đặt cho chương trình thì đây là một trong những cái tình trạng cũng khá phổ biến ở các cháu nhỏ. Nhất là em bé mà không có cái sức đề kháng tốt ấy, thì thường hay bị các bệnh nhiễm trùng, giống như là em bé trong tình huống này mới có 20 ngày tuổi mà đã bị viêm tiểu phế quản.
Thì khi bị như vậy thì khi bác sĩ xác định đó là bệnh do nhiễm khuẩn thì bác sĩ đã cho sử dụng kháng sinh 10 ngày. Mà các bạn biết rằng là khi mà sử dụng kháng sinh á, thì kháng sinh nó không có thông minh. Nó không thể nào nhận ra được cái con vi khuẩn nào là cái con vi khuẩn có lợi và cái con vi khuẩn nào là con vi khuẩn có hại. Thật ra khi mà chúng ta uống cho các cháu nó uống vô á, thì chính cái kháng sinh đó sẽ tiêu diệt toàn bộ cái con, những cái con vi khuẩn đó luôn. Thật ra có cái sự mất cân đối giữa cái hệ vi sinh vật đường tiêu hóa làm cho cái số lượng vi sinh vật tức là vi khuẩn có lợi nó bị giảm đi. Do đó khi mà các bạn xét nghiệm ra cái kết quả là ram âm với ram dương đó, vi khuẩn ram dương đó, thì đó là cái từ chuyên môn thôi để chứng tỏ rằng là có sự mất cân đối cái hệ vi sinh vật đường tiêu hóa. Do đó thì sau khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh rồi á, thì bác sĩ cũng đã bổ sung một cách rất là kịp thời, đó là cho uống cái men vi sinh Golden Lab 2 gói mỗi ngày. Tuy nhiên thì để các cháu nó trở về trạng thái bình thường thì cũng cần phải có thời gian. Rối loạn tiêu hóa đôi khi nó rất mất thời gian để có thể cân bằng lại. Ra các bậc phụ huynh chúng ta cũng đừng quá lo lắng. Đây là một cái loại men vi sinh thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lâu dài, không cần phải có thời gian dừng là bao lâu. Nó khác hẳn với cái men tiêu hóa. Men tiêu hóa là những cái enzyme do cái cơ thể, những cái cơ quan trong hệ tiêu hóa tiết ra. Khi mà chúng ta cần bổ sung thì chỉ bổ sung trong một giới hạn thời gian nhất định nào đó, tối đa chỉ kéo dài khoảng 10 ngày hoặc là 2 tuần thôi. Trong cái đó men vi sinh mà tôi vừa nói thì gia đình có thể sử dụng thoải mái, kéo dài hoặc xen kẽ thì tùy theo cái tình trạng rối loạn tiêu hóa của bé. Và một trong những cái yếu tố quan trọng nhất là chúng ta chăm sóc cho cháu nhỏ. Ví dụ cháu nhỏ nhà mình mới có 20 ngày tuổi thì nên cho bú sữa mẹ nhiều hơn. Sữa mẹ chính là cái nguồn dinh dưỡng quan trọng. Nó cung cấp rất nhiều những cái kháng thể không đặc hiệu, có nghĩa là bệnh nào vô cũng đều được phòng ngừa hết trong 6 tháng đầu. Nếu các bạn để ý, người nào mà cho cháu bé nuôi bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu thì thường rất là ít khi bị bệnh. Thì đây là một trong cái lợi thế của sữa mẹ. Cảm ơn bác sĩ Đinh Thạc. Thưa quý vị, qua câu chuyện vừa rồi thì có lẽ chúng ta cũng đã có nhiều cái kinh nghiệm từ bác sĩ Đinh Thạc. Chắc chắn là em sẽ có cách để chăm sóc con tốt hơn, đúng không ạ? Golden Lab hân hạnh tài trợ chương trình này. Ở trẻ em trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa có những chức năng chưa hoàn chỉnh, trẻ rất dễ bị rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống. Rối loạn tiêu hóa không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng sẽ là yếu tố cản trở quá trình sinh trưởng của trẻ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Lab chứa các thành phần là các lợi khuẩn được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, còn gọi là probiotic và prebiotic, được sản xuất theo công nghệ Lab 2 Pro, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Golden Lab, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe, giúp trẻ lớn nhanh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Xin mời quý vị đến với câu hỏi dành cho khán giả. Hãy trả lời thật nhanh để gửi chúng tôi nhận những phần quà giá trị quý vị nhé. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau. Điều trị rối loạn tiêu hóa là một trong những mắt xích quan trọng giúp bé khỏe mạnh, đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229 sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 01688812XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đinh Thạc rất là nhiều. Mong rằng bác sĩ luôn luôn đồng hành với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp để có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn nữa để các ông bố bà mẹ có thể chăm sóc con mình được tốt hơn. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Golden Lab và Rượu Tinh 2 của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trẻ em rất dễ mắc các vấn đề về sức khỏe bởi hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của trẻ đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chính vì vậy, việc tìm hiểu và trau dồi bí quyết nuôi con khỏe mạnh là điều mà các chị em rất quan tâm. Và sau chương trình, chị Quỳnh Giao cũng đã có bí quyết riêng cho mình. Sau khi được các bác sĩ tư vấn về vấn đề giải pháp giúp bé điều trị chứng rối loạn tiêu hóa, giúp tăng sức đề kháng, bé đã ăn ngoan, không còn đi ngoài phân sống, đặc biệt bé đã ít ốm vặt hơn. Ngay sau khi chương trình kết thúc, tôi đã mua 2 sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Đối với Golden Lab, tôi cho bé dùng chung với sữa chua. Còn đối với sản phẩm Revictin 2, tôi cho bé dùng trước bữa ăn 30 phút. Chỉ sau mấy ngày, chứng rối loạn tiêu hóa của bé đã không còn nữa. Bên cạnh đó, bé đã ăn ngon hơn và ăn nhiều hơn nữa. Sau khi hết 1 tháng đầu, bé đã tăng được nửa ký và không còn bị hắt hơi, sổ mũi nữa. Với 2 sản phẩm này, tôi đã yên tâm đi công tác, không còn lo lắng về tình trạng sức khỏe của bé. Làm cha mẹ không ai mong muốn thấy con mình ốm đau bệnh tật. Thế nhưng trong quá trình nuôi con, chắc hẳn chúng ta sẽ gặp không ít những rắc rối đó. Hy vọng với những bí quyết chăm con mà chị Quỳnh Giao vừa chia sẻ đã mang lại những bí quyết chăm sóc trẻ thật sự bổ ích và thiết thực trong cuộc sống.